Phóng viên nước ngoài ghi lại cảnh tượng trời phạt kinh hoàng trong đám tang của Từ Hy Thái Hậu. Đây là hình ảnh thật do phóng viên nước ngoài chụp lại tại đám tang của Từ Hy Thái Hậu. Cảnh tượng lúc đó vô cùng kỳ lạ. Ban đầu trời trong xanh tươi đẹp lại chợt xuất hiện một trận cuồng phong. Chiếc quan tài dỉ máu không rõ nguyên nhân và thậm chí những người cúi lạy lúc đó còn tiết lộ rằng đám tang đi đến đâu đều bốc mùi hôi thối đến đấy. Cảnh tượng kinh hoàng khiến những người chứng kiến hôm đó phải bịt miệng, bịt mũi để tránh. Sự việc này làm dấy lên một tin đồn trong dân gian rằng vì Từ Hy Thái Hậu đã làm nhiều điều ác khi còn sống, nên những hiện tượng kỳ lạ trên chính là sự phẫn nộ và trừng phạt từ ông trời. Vào ngày 15 tháng 11 năm 1908, sau khi nhà Thanh đang trên bờ vực sụp đổ, thì Từ Hy Thái Hậu, người được xem là đã cai trị một nửa giang sơn nhà Thanh, đã nhắm mắt vĩnh viễn trong cung điện của mình. Tang lễ của bà cực kỳ xa hoa khi có hàng vạn người đưa tang. Đám tang dài 30 km, có tới 8.000 người trong đoàn đưa tang chỉ để khiêng quan tài của Từ Hy Thái Hậu. Ngoài quy mô to lớn, những đồ vật được chôn cùng bà cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Theo ghi chép, quan tài của Từ Hy Thái Hậu được gọi là tử cung, nặng vài tấn. Trên quan tài được khảm một quả bóng lớn làm bằng vàng ròng, chạm khắc những văn hoa tinh xảo và phức tạp. Trong quan tài có vô số báu vật vàng bạc với hơn 10.000 viên ngọc trai lớn nhỏ, 85 viên đá quý đủ màu sắc và hơn 200 viên ngọc trắng. Chiếc mũ phượng mà Từ Hy Thái Hậu đeo khi an táng cũng được khảm nhiều loại đá quý khác nhau, trong đó chỉ riêng một viên ngọc đã có giá trị tới 10 triệu lạng bạc. Theo quan thái giám lúc bấy giờ, đồ tang lễ của Từ Hy Thái Hậu tiêu tốn hàng trăm triệu lạng bạc. Có thể nói, ngay cả sau khi qua đời, bà vẫn giữ thói quen phung phí tài nguyên vật chất của quốc gia. Nhưng đằng sau sự xa hoa tột độ này là một sự thật đáng sợ. Đó chính là đám tang của Từ Hy Thái Hậu thực tế đã diễn ra một năm sau khi bà qua đời. Vì quá phô trương xa xỉ, các thái giám trong cung phải mất thời gian gần một năm mới sắp xếp xong mọi việc theo di nguyện của bà. Tuy nhiên vào ngày tang lễ, bất cứ nơi nào đoàn rước đi đến đều bốc mùi hôi thối nồng nặc. Và theo mô tả của những người bái lạy tại hiện trường, chiếc quan tài màu đỏ mà Từ Hy Thái Hậu nằm đó vẫn còn dỉ máu. Hôm đó còn có một trận cuồng phong thổi qua, khiến những người có mặt đều phải run rẩy nghĩ rằng liệu đây có phải là sự thịnh nộ của ông trời. Tuy nhiên, những hiện tượng kỳ lạ trên thực chất đều có lời giải thích khoa học. Trước hết là mùi hôi thối bốc ra từ quan tài. Nguyên nhân là do đám tang quá lớn và hành trình đưa tang rất dài, mất trọn 5 ngày. Trong thời gian này, có hàng vạn cung nữ cầm đèn, hòa thượng tụng kinh, thái giám khiêng quan tài và thị vệ canh gác. Trong 5 ngày này, họ không phải đi đường thì là nghỉ ngơi, không có thời gian để tắm rửa, nên mùi hôi thối khắp người. Cộng thêm thời tiết nóng bức, không khí không thể lưu thông chút nào, nên bách tính cúi lạy đều ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Kế tiếp là thứ trông như máu chảy ra, thực chất là các loại hương liệu khác nhau. Người chủ trì tang lễ của Từ Hy Thái Hậu là thái giám Lý Liên Anh cho biết, để đảm bảo Từ Hy Thái Hậu có thể duy trì được vẻ ngoài của bà sau khi qua đời, ông đã chuẩn bị rất nhiều hương liệu và dược liệu rồi đổ vào quan tài. Trong buổi lễ do quan tài quá nặng, những người khiêng không tránh khỏi va chạm khiến hương liệu bị chảy ra ngoài. Còn trận gió được cho là sự thịnh nộ lúc đó thực ra chỉ là thời tiết xấu mà thôi. Nhưng vì người dân vẫn còn nhiều hủ tục mê tín, cộng thêm cảnh tượng lúc đó thật sự quỷ dị, nên mới cho rằng Từ Hy Thái Hậu đang bị trời trừng phạt vì những việc ác mà bà ta đã làm cả đời. Thế nhưng dù có ác đến đâu, Từ Hy Thái Hậu không chỉ xa hoa khi còn sống mà cho đến lúc chết, ngôi mộ nơi bà ta được chôn cất cũng thuộc dạng xa xỉ bậc nhất. Theo những ghi chép, có đến 3 sư đoàn với đội ngũ 20.000 người đã đào suốt 3 ngày đêm nhưng vẫn chưa đào xong kho báu. Cuối cùng, kho báu trị giá 50 triệu lượng đã được tìm thấy từ ngôi mộ cùng 30 chiếc xe tải chở đầy các bảo vật quý hiếm. Toàn bộ lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu đã bị bọn trộm mộ cướp sạch, ngay cả quần áo trên người của bà cũng bị lấy đi, chỉ để lại cho bà một chiếc quần đỏ để che đậy. Nhiều người vẫn luôn tò mò rằng, vậy thì những báu vật nào đã được chôn trong lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu? Ai là người đã cướp kho báu trong lăng mộ? Và cuối cùng, điều gì đã xảy ra với thi thể của bà ấy? Sau khi Từ Hy Thái Hậu qua đời, ghi chép Ái Lạc Hiên của thái giám Lý Đen Anh đã tiết lộ rằng kho báu trong quan tài của Từ Hy Thái Hậu có giá trị đến 50 triệu lượng bạc. Tin tức này vừa truyền ra ngoài đã gây náo động toàn bộ Trung Quốc, thậm chí là các quốc gia khác. Nhưng vì nhà Thanh vẫn còn đang ảnh hưởng ở Trung Quốc nên không một ai dám động tới lăng mộ. Mãi cho đến 19 năm sau, mọi người đột nhiên nghe được một tiếng động lớn.
thì ra quân phiệt Tôn Điện Anh đã dẫn thuộc hạ của mình cho nổ tung lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu. Sau khi vào huyệt mộ, những đồ vật tang lễ trong lăng mộ khiến cho họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Khi nhiều hàng gốm sứ ngọc bích được đặt ở hai bên, bạc được đặt ngẫu nhiên trong một góc, còn có rất nhiều vàng bạc, châu báu đến mức phải dùng xe tải để chở đi. Ở vị trí trung tâm mộ là quan tài của Từ Hy Thái Hậu. Vì quan tài được chế tác xa xỉ với nhiều màu sắc sặc sỡ nổi bật, nên Tôn Điện Anh ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ cạy mở quan tài. Và cảnh tượng trong đó khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Họ thấy dung mạo của Từ Hy Thái Hậu trong mộ không hề thay đổi, thậm chí trên mặt còn ửng đỏ, tựa như chỉ đang ngủ vậy. Nhưng điều khiến bọn họ chú ý không phải là người phụ nữ kia, mà là mớ bỏ vật xung quanh thi thể, trông chất không thể đếm xuể. Trong lúc mọi người còn chưa định thần lại, một binh sĩ gan dạ cạnh miệng của Từ Hy Thái Hậu lấy hết dũng khí đưa tay vào miệng bà ấy, lấy ra một viên ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến những người xung quanh đều vô cùng sửng sốt. Lúc này, đột nhiên trong quan tài lại phát ra tiếng động khác lạ. Hóa ra cơ thể Từ Hy Thái Hậu nhanh chóng bị khô héo do tiếp xúc với không khí. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, những người lính không dám ở lại lâu hơn nữa. Họ nhanh chóng lấy hết đồ đạc có giá trị ra khỏi lăng mộ, trong đó bao gồm cả quần áo mà bà đang mặc. Sau khi lấy hết đồ đạc giá trị, cơ thể của Từ Hy Thái Hậu bị vứt bừa bãi vào một góc của ngôi mộ. Vua Phổ Nghi sau khi biết được tin tức mộ Từ Hy Thái Hậu bị đánh cắp, đã cử người đi xem xét và an táng lại. Lúc này, cơ thể Từ Hy đã mọc đầy nấm mốc, cảnh tượng khiến người chứng kiến tại đó vô cùng kinh hãi. Nói về Từ Hy Thái Hậu, bà ta được biết đến là đệ nhất sủng phi của Thanh Văn Tông Hàm Phong Đế, sinh mẫu của Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế, dưỡng mẫu của Thanh Đức Tông Quang Tự Đế và tổ mẫu trên danh nghĩa của Tuyên Thông Đế. Nổi tiếng nhất là việc nắm quyền nhà Thanh suốt 40 năm, gây nhiều tội ác với cuộc sống xa hoa vô độ. Kinh phí hàng năm mà Từ Hy Thái Hậu tiêu tốn có thể nuôi được 10 đội tàu. Nhà vệ sinh của bà cũng được xem như bảo vật quốc gia, khi sử dụng hàng vạn tấn hoa quả tươi được dùng chỉ để làm thơm căn phòng. Đến đây chắc hẳn chúng ta đều tò mò muốn biết rằng Từ Hy Thái Hậu đã hoang phí đến mức nào khi tiêu hao ngân khố quốc gia. Mặc dù Từ Hy đã mang đến vô số thảm họa cho Trung Quốc, nhưng những trải nghiệm cuộc đời của bà ta cũng có thể xem là một huyền thoại. Từ Hy xuất thân trong một gia đình bình dân, hai lần bị bán làm nha hoàn, nhưng với tính cách nhẫn nhịn phi thường và phong thái không từ thủ đoạn, bà dần dần bước lên đỉnh cao quyền lực, khiến ngay cả hoàng đế chính thống cũng phải quỳ bái trước bà. Sau khi Từ Hy Thái Hậu lên nắm quyền, cuộc sống của bà có thể nói là phóng khoáng vô độ. Mức độ xa hoa thường ngày chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Theo các cung nữ trong Tử Cấm Thành, Từ Hy Thái Hậu mỗi bữa ăn 120 món, đi tất bằng lụa và sa tanh cao cấp nhất. Hơn nữa, mỗi đôi tất chỉ đi một lần và vứt bỏ đi ngay sau khi mang. Hoa quả mà bà ăn cũng phải là loại ngon ngọt nhất. Vì không thích mùi nước hoa, nên mỗi năm bà ta bỏ ra hàng vạn tấn trái cây tươi chỉ để làm thơm phòng. Nhà vệ sinh mà Từ Hy Thái Hậu sử dụng làm bằng gỗ đàn hương quý hiếm và có giá trị hơn cả vàng để làm bồn vệ sinh. Bên trong còn đặc chế trải đầy những mảnh vụn khuếch tán hương thơm. Đây chỉ là chi phí hàng ngày của Từ Hy Thái Hậu. Vào những ngày đặc biệt, chi phí bỏ ra lại càng không thể tưởng tượng nổi. Theo thống kê, số tiền mà Trung Quốc bồi thường cho chiến tranh Nha Phiến lần thứ hai chỉ là 16 triệu lạng bạc, nhưng Từ Hy Thái Hậu lại chi hàng chục triệu lạng chỉ để mừng thọ lần thứ 60. Bà thậm chí còn lạm dụng số tiền Hải quân Bắc Dương dùng để mua tàu chiến để tổ chức yến tiệc chiêu đãi cho mình. Hậu quả dẫn đến hạm đội Bắc Dương bị tiểu Nhật Tử tiêu diệt hoàn toàn trong chiến tranh Trung Nhật năm 1894. Nếu lúc đó Từ Hy Thái Hậu không xa xỉ sử dụng ngân sách dành cho Hải quân trong dịp sinh nhật lần thứ 60 của mình, thì số tiền này đủ để Trung Quốc xây dựng một đội hải quân đẳng cấp thế giới. Hơn nữa, sau khi lực lượng đồng minh 8 quốc gia xâm chiếm Trung Quốc và yêu cầu bồi thường 450 triệu lượng bạc, Từ Hy Thái Hậu thực sự đã công bố rằng bà thà đưa cho giặc ngoài còn hơn là đổ khốn nô lệ trong nước. Phát ngôn này của bà ta thời điểm đó khiến rất nhiều người dân oán trách. Ngay cả khi đối mặt với quân Nhật đã tính toán từ lâu, Từ Hy Thái Hậu vẫn nói với thuộc hạ của mình rằng chỉ cần người Nhật không thể vào Tử Cấm Thành thì đừng làm phiền ngày mừng thọ của ta. Từ Hy Thái Hậu cũng có thể được xem như một tên hôn quân trong lịch sử nhà Thanh, chỉ vì cung phụng cho bản thân mà lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu người Trung Quốc. Cảnh tượng kỳ lạ trong đám tang của Từ Hy chính là do trời phạt. Có rất nhiều ý kiến cho rằng những gì mà Từ Hy Thái Hậu phải gánh chịu sau khi qua đời là đang phải trả cho những tội nghiệp mà bà gây ra lúc còn sống, là phù hợp với quy luật nhân quả.
người phụ nữ hào quyền thế một thời, giờ chỉ còn là chủ đề trong những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.